Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới, nhiều nơi ở Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ cao xảy ra cả sạt lở đất, lũ quét ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, cần đề phòng cả dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh kèm theo cơn mưa. Ngay ngày mai, các hiện tượng thiên tai này thì có nguy cơ cao xảy ra ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ và cả Tây Nguyên. Thời gian xảy ra là vào chiều tối, lúc trời chuyển mưa rông. Dự báo cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 50mm. Huế là một trong số ít nơi ở Trung Bộ sẽ có thời tiết tạnh giáo. Dự báo là trong 7 ngày tới, chỉ có chiều tối ngày mai là có mưa. Tuy nhiên trong cơn mưa, quý vị cũng cần đề phòng dông sét, gió giật mạnh. Những ngày còn lại thì trời đều có nắng từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Hai ngày cuối tuần này, mức nhiệt cao nhất là 33 độ, thì đến thứ hai tuần sau sẽ tăng lên 1 độ là 34 độ. Và từ ngày thứ ba trở đi thì sẽ có nắng nóng 35 đến 37 độ. Vì thế tranh thủ hai ngày cuối tuần này, thời tiết đẹp chưa quá nóng thì quý vị có thể ghé thăm Phá Tam Giang. Ngoài được chiêm ngưỡng cảnh sắc hoang sơ, đến đây du khách còn có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống lênh đênh sông nước của người dân địa phương. Trong khi đó, Kon Tum cứ về chiều tối là sẽ xuất hiện mưa dông. Riêng ngày chủ nhật tuần này thì mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Vì thế quý vị cũng nên tránh các hoạt động vui chơi du lịch ngoài trời vào ngày chủ nhật. Từ sáng đến chiều, những ngày còn lại thì trời vẫn tạnh giáo và có nắng. Thời tiết đẹp, nhiệt độ cao nhất thì không quá 32 độ. Rất lý tưởng để du khách khám phá khu du lịch quốc gia Măng Đen. Nơi đây được ví là thiên đường nghỉ dưỡng, nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Có núi rừng bao quanh nên không khí lúc nào cũng trong lành và dễ chịu. Mưa dông thì cũng sẽ xuất hiện đều đặn về chiều tối ở thành phố Hồ Chí Minh trong 7 ngày tới. Vì thế các hoạt động vui chơi ngoài trời vào buổi tối thì cũng ít nhiều sẽ bị cản trở. Trong ngày thì có nắng gián đoạn, còn về nhiệt độ thì hai ngày thứ hai và thứ ba tuần sau sẽ là hai ngày mát nhất với nhiệt độ cao nhất thì không vượt quá 31 độ. Các ngày còn lại nhiệt độ trong khoảng 32 đến 33 độ. Ngược ra thủ đô Hà Nội, dự báo thời tiết có xu hướng nóng lên. Hai ngày cuối tuần này, mức nhiệt cao nhất là 33 đến 34 độ. Từ thứ hai tuần sau thì nắng nóng sẽ quay trở lại, nhiệt độ lên tới 35 độ, và mức nhiệt này sẽ duy trì đến hết ngày thứ tư. Ở những nơi đô thị như thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ còn nóng hơn từ 2 đến 3 độ nữa. Vì thế quý vị nên hạn chế ở lâu ngoài trời từ 11 đến 15 giờ để tránh say nắng và say nóng. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.